bánh chưng bánh giò. Sắc đen huyền bí đã được nhà thiết kế Việt Hùng chọn làm phông nền chủ đạo cho bộ sưu tập Đêm Sài Gòn vừa được giới thiệu trong chương trình Tà Áo Việt. Trên nền đen mềm mại của những chất liệu quen thuộc, nhà thiết kế Việt Hùng đã thỏa sức sáng tạo với nhiều họa tiết khác nhau, tạo nên điểm khác biệt, thu hút cho mỗi thiết kế giống như những ánh đèn đa sắc soi rọi trên những con đường đêm của thành phố. Sài Gòn về đêm cho ta những giây phút lắng đọng hiếm hoi của một thành phố sôi động, trẻ trung, cho ta cái thư vị tràn trề để cảm nhận vẻ đẹp của những người phụ nữ ăn vận áo dài dập dìu trên những góc phố. Sự phối kết chất liệu ren ở phần cánh tay và chuỗi ngọc sang trọng đã tạo nên hình ảnh kiêu kỳ, thanh thoát cho các mẫu thiết kế, gợi nhớ đến dáng hình của những quý cô Sài Gòn những năm 70 đầy quyến rũ trên những con phố nổi tiếng một thời. Gây được sự chú ý mạnh mẽ từ bộ phim Mùa Oải Hương năm ấy, Bella Mai nhanh chóng trở thành diễn viên trẻ sáng giá. Với lối diễn xuất đầy cảm xúc, Bella Mai còn được báo giới và người hâm mộ gọi với biệt hiệu là Nữ Hoàng Nước Mắt của điện ảnh Việt. Cô cũng gặt hái được nhiều thành công với đề cử giải cánh diều. Với hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất, hãy cùng thời trang phong cách trẻ gặp gỡ và trò chuyện cùng Bella Mai trong chương trình kỳ này. Mai thích dạy cao gót thì tôn dáng của mình hơn. Mai nghĩ là tiền. Khi mình lấy tiền thì mình có thể đi mua hoa hồng được và có thể mua được nhiều hơn tùy theo ý của mình muốn. Mai nghĩ là lý trí. Khi mà con tim yêu quá nhiều rồi mình sẽ bị lệ thuộc, mình sẽ bị yếu đuối, mình sẽ quên tất cả đường về. Ví dụ như là người kia phản bội mình, mình mà bằng yêu bằng con tim là mình sẽ chết. Nên vì vậy mình sẽ chọn lý trí để mình sáng sủa hơn trong việc tình cảm của mình. Cái này là em đi làm từ khi làm nghề vô là khoảng 5-6 năm rồi á, em mới tích góp được em mua một cái này đó. Rất là quý và khi nào mỗi cái dịp đi đâu quan trọng Mai mới lấy ra xài. Mai nghĩ là nhà, tại vì Mai đi làm xa quê hương khoảng 5-6 năm rồi và hiện tại thì vẫn thuê nhà. Cái cuộc sống thuê nhà rất là khó khăn và rất là bấp bênh nên là mình không có ổn định được tinh thần. Người ta nói là an cư lập nghiệp.